Chào tất cả anh em ha. Hôm nay tiếp tục mình quay một ít đồ, quay chụp băm lên cho anh em xem đi. Hôm nay tại khách người ta đặt trước, đặt máy móc theo máy chụp băm hay máy xới đất, máy đa năng này kia theo cái nhu cầu á, cho nên là mình không có quay lên. Đặt xong cái là mình làm xong cái mình quay qua Zalo cho anh em xem thôi, là mình không có quay lên. Đó. Thì anh em có nhu cầu nào á, tại vì mình làm là làm gia công theo cái kiểu cơ khí, mình làm cho nó chuẩn luôn cho anh em á, máy móc này kia, lưỡi dao, lưỡi xới này kia làm đạt hết, giờ anh em chỉ xài thôi. Cho nên là mình cũng mong anh em nào mà biết sử dụng máy móc á, nên gọi lại kết bạn Zalo, rồi mình nói rõ là công việc mình là gì, mình sử dụng cái gì, rồi máy ra sao, máy rẻ, máy mắc, rẻ tiền hay là đắt tiền này kia đó, thì tùy theo cái đời máy, tùy theo cái giá trị của nó mình báo giá cho anh em ha. Cho nó nói chung ra là anh em không cần phải lo cái giá, chứ anh em nhiều khi mà mua mua một con máy anh em không hiểu, mua về rồi anh em thêm đồ làm nó không đạt á, rồi thêm đồ này kia là nó tốn tiền còn hơn đó. Cái đó mình chia sẻ thật thật lòng của mình cho anh em nắm như vậy. Thì mình nói vậy thì anh em nào có xài máy qua đó, có từng máy qua mà về nó không đạt thì làm rồi thì biết á, nó rất tốn kém, nhưng mà nó không chuẩn bằng ở tại chỗ đây mình làm luôn nè. Nay mình làm cái chụp băm này cho khách nè. Đó. Về cái này là chỉ đặt cái chụp băm thôi, cái này là chụp bìa nè. Đó, máy chụp bìa đó. Nó anh em đặt đó, người ta đo đúng kích cỡ này kia, mình làm đúng thì mình giao thôi. Còn cái giá cả thì tùy theo ha, tùy theo coi anh em xài chụp băm cao thấp hay là dài ngắn gì đó, hay lớn nhỏ gì đó, thì tùy mình báo giá cho nó hợp lý cho anh em. Rồi được thì anh em cứ chốt rồi bắt đầu là tính tiếp để mình làm thôi, chứ không có gì. Tại hôm nay nói chung là khách đặt thì mình không có cái clip để quay lên, nói chung là máy bán rồi thì mình đâu có quay được, còn máy mà chưa bán thì mình quay lên mình bán. Chắc vài ngày nữa mới có máy, còn máy thì lúc nào nó cũng có, nhưng mà chưa có làm sẵn á, anh em hiểu không? Chưa có làm sẵn á. Đó, rồi anh em có muốn chụp băm kiểu gì đó thì anh em cứ gọi lại mình tư vấn cho, máy anh em là máy gì. Rồi thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo lại cho mình biết ha, gọi Zalo rồi thấy hình ảnh đồ rõ ràng hết, mình làm thì cái nào nó ra cái nấy. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ alo lại ha, cứ gọi lại. Còn anh em muốn xem chụp băm thực tế của máy thì anh em vô kênh á, vô trong kênh luôn thì xem mấy cái video trước á, mình có đăng á. Rồi thôi chào anh em ha.